chùa nước mân man tịnh hạt nước mân dâu mùa xuân và trong ánh mắt lấp lánh lời mùa thu yêu thương ai ngập ngừng một tình đã đi bên anh và mùa xuân đã đến đây ngay trên bãi cỏ.
chiếu hoang vạn mọi nơi. Em trong tiếng cười cho những người bình thường đắm đuối. Anh xuân đem vui với đời. Năm 1975, một nhà hàng Văn Cảnh, Sài Gòn. Tiếp theo, chữ A đó là đầu tiên đó. Và đó là anh Quý. Xin mời Quý. Bảo Vũ à, hát hay, đánh guitar giỏi, thầy giáo. Nhưng mà ha, ca rất là ngọt ngào. Anh chị em chơi nhạc. Kế đến cuối cùng là cô em rất là dễ thương, Minh Tâm. Một ca sĩ như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt đều hay hết. Kim Xuân, xin mời một thành viên nữa của Saben và còn sót đó là chị Khánh Loan. Một giọng ca rất là dễ thương, từ gợi nhớ kỷ niệm xưa của tiếng Tơ Đồng, chị Khánh Loan ạ.